những kiến thức trọng tâm cần nhớ môn sử. Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Phần 2. 11. Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. 12. Sự tham gia của Liên Xô trong Ban Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với Liên Hợp Quốc, đặc biệt là sự thao túng của Mỹ. 13. Theo quyết định của Hội nghị Yalta, quân đội Anh, Pháp, Liên Xô, Mỹ sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức. 14. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức tháng 9 năm 1949 là âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mỹ nhằm chia cắt nước Đức, xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu. 15. Trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe, xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 16. Theo thỏa thuận của Hội nghị Potsdam 1945, các nước tham gia giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương là Trung Hoa Dân Quốc và Anh. 17. Theo thỏa thuận của Hội nghị Potsdam 1945, quân đội nước Anh sẽ tiến hành giải giáp phát xít Nhật vào phía nam vĩ tuyến 16 ở Đông Dương. 18. Theo thỏa thuận của Hội nghị Potsdam 1945, quân đội Trung Hoa Dân Quốc tiến hành giải giáp phát xít Nhật ở phía bắc vĩ tuyến 16 ở Đông Dương. 19. Một trong những quyết định của Hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945 là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật. 20. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc,